Xin chào quý các bạn, tôi là Nguyễn Đỗ Quỳnh, Marketing and Sales Specialist của công ty Pizetech Việt Nam. Rất vui được trở lại đây để giới thiệu tới quý các bạn các giải pháp kỹ thuật mà công ty Pizetech đang tư vấn và cung cấp. Hôm nay tôi đang có mặt tại kho hàng của công ty Pizetech. Chúng tôi vừa về một lô hàng rất lớn, bao gồm đầy đủ các giải pháp từ bình giãn nở, bình tích áp, hệ điều áp tách khí chân không, lọc tách cạn khử khí, các loại van cân bằng khác và rất nhiều các giải pháp khác cho hệ HVAC của Flamco Hà Lan. Lô hàng lần này được chúng tôi đưa về để phụ cho một dự án trung tâm dữ liệu lớn nhất cả nước của một tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam. Nhân đây tôi sẽ xin giới thiệu tới quý các bạn tổng quan về dòng sản phẩm hệ điều áp tách khí của Flamco Hà Lan. Sản phẩm hệ điều áp tách khí này cho hệ HVAC đã và đang được sử dụng cho rất nhiều các dự án. Tại Việt Nam thì chúng tôi đã cấp hàng loạt các dự án lớn có sử dụng giải pháp của Flamco trên khắp cả nước rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi đi vào xem kỹ xem hệ điều áp của Flamco Hà Lan sẽ như thế nào nhé. Trước mắt quý các bạn đang là giải pháp hệ điều áp của Flamco Hà Lan. Hai bơm, một bơm chạy, một bơm backup. Hệ điều áp này sẽ được tích hợp với một bình giãn nở đi kèm ở phía bên này. Các bạn nhìn thấy đây, đây là bình giãn nở đi kèm với hệ điều áp. Bình giãn nở này sẽ có nhiệm vụ là tách khí, làm mát và cân bằng áp suất cho hệ thống thông qua hai bơm ở bên bộ điều khiển bơm control pump unit bên này. Bộ điều khiển bơm sẽ gồm đầy đủ các loại như đây, bạn có thể thấy y lọc, van cân bằng, van điện từ, van an toàn, các loại cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất để có thể điều tiết được áp suất trong hệ thống một cách chính xác nhất. Tổng thể giải pháp của Flamco Hà Lan sẽ bao gồm bộ điều khiển bơm, bình tích áp ở phía bên này, các bạn có thể thấy bên này là bình tích áp đây, và phía đây sẽ là các phụ kiện kết nối hoàn chỉnh. Đây sẽ là dây mềm kết nối đường vào và đường ra của bình giãn nở. Đây sẽ là van chống chảy ngược được lắp vào đường cấp nước bổ sung. Trên này sẽ có thêm một bồn hồ nước để chúng ta biết được là cấp bao nhiêu nước vào bình giãn nở. Phía bên trong này sẽ là thiết bị lọc tách cặn thông minh Extreme, giúp bảo vệ được hệ điều áp khỏi cặn bẩn. Trên những chiếc lọc tách cặn khử khí này của Flamco là giải pháp độc đáo, có thể lọc được tới 4 micromet, lọc tốt hơn các công nghệ thông thường trên thị trường tới 60%. Bên đây nữa sẽ là những chiếc van chặn, van bi xuất xứ Hà Lan. Những bộ phận này sẽ được kết nối và cài đặt hoàn chỉnh. Các bạn sẽ chỉ việc lắp đặt vào hệ thống và sử dụng để điều áp cho hệ thống của mình được một cách hiệu quả nhất. Hệ điều áp của Flamco Hà Lan thì được thiết kế với mức áp suất nhật hoạt động là từ 0 cho tới 4,13 hoặc có thể lớn hơn tùy vào nhu cầu thiết kế của quý các bạn. Nhưng với vị trí lắp đặt của hệ điều áp này thì 14,13 đã là rất lớn rồi. Cùng một bộ điều khiển bơm này và bộ điều khiển SPC control ở đây thì có thể kết nối được với các loại bình giãn nở với kích thước khác nhau, từ rất nhỏ cho đến 10.000 lít. Bảng điều khiển FPC control ở đây, chúng ta có thể thấy là đây sẽ có bộ điều khiển kết nối từ xa. Các bạn có thể quét mã QR ở đây, tải ứng dụng FlamConnect, sau đó có thể điều khiển và kiểm tra được hệ thống của mình từ xa thông qua ứng dụng. Trên này đây sẽ là màn hình điều khiển, trên này sẽ có thể biết được là hệ thống đang hoạt động như thế nào, hoặc là thông báo rò rỉ, thông báo bảo trì hệ thống.
Cùng hệ thống điều khiển bơm này có thể kết hợp với nhiều bình giãn nở khác nhau, kích thước từ 200 lít cho tới 10.000 lít. Với bình giãn nở cỡ 10.000 lít, chúng ta sẽ có hai phương án, hoặc sử dụng một bình 10.000 lít, hoặc có thể thiết kế hai bình 5.000 lít. Còn đối với bình 4.000 lít, chúng ta có thể tách ra thành hai bình 2.000 lít. Ở phía bên này đây, các bạn có thể thấy đây là hai chiếc bình giãn nở cỡ lớn 2.000 lít. Đây là đi kèm theo để phục vụ cho dự án trung tâm dữ liệu Data Center mà tôi đã nhắc đến trước đó. Các bạn có thể thấy đây, rất lớn. Bình giãn nở này, ở phía trên này sẽ có một van xả khí tự động được lắp ở phía trên này đây. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi vẫn chưa lắp vào. Đến khi đến công trường lắp đặt vào hệ thống hoàn chỉnh, sẽ có một chiếc van xả khí tự động lắp ở phía trên này đây. Vâng, đây, ở phía dưới này các bạn có thể theo tôi đi vào đây để quan sát kỹ hơn ở phía dưới bình giãn nở này. Bên trong này đây, các bạn có thể thấy đây là hai đường vào và đường ra được tách riêng biệt, đã được chờ sẵn để đấu nối với cả hệ điều áp. Ở phía bên trên này đây sẽ là cảm biến trọng lượng. Cảm biến trọng lượng này sẽ cho chúng ta biết được là đang ở trong bình đang có bao nhiêu lít nước. Vát xả khí đây, vát xả khí đã được cấp kèm theo bình giãn nở đây rồi. Để khi lắp đặt, chúng ta chỉ việc lắp đặt lên trên vị trí đầu của bình giãn nở. Ba chân được thiết kế rất chắc chắn. Bình giãn nở này thì được làm bằng thép chất lượng cao, đường hàn rất sắc nét, được hàn hoàn toàn tự động bằng robot. Công nghệ tự động. Công nghệ tự động đem đến cho Flamco Hà Lan những sản phẩm hết sức chất lượng. Với những chiếc bình chuyên dụng cỡ từ 1.000 lít trở lên, giống như chiếc bình 2.000 lít ở đây, thì sẽ được sản xuất tại nhà máy được đặt tại Đức. Còn với chiếc bình nhỏ hơn, từ cỡ 1.000 lít trở xuống, thì sẽ được sản xuất xuất xứ tại nhà máy Hà Lan. Qua những lời giới thiệu và phân tích của tôi ở bên trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những lợi ích to lớn của việc sử dụng giải pháp hệ điều áp khử khí trong hệ thống, như là có thể kết nối với hệ thống BMS quản lý tòa nhà để biết được hệ thống đang hoạt động hay không. Về thể tích của bình giãn nở kết hợp với hệ điều áp nhỏ hơn nhiều so với bình giãn nở thông thường với cùng một khối lượng nước của hệ thống, biết được lượng nước trong bình giãn nở đang là bao nhiêu, có thể điều chỉnh được áp suất mong muốn của hệ thống, thông báo khi hệ thống gặp lỗi như rò rỉ, thiếu một lượng nước trong hệ thống, có thể bổ sung nước khi mà nước trong hệ thống bị hao hụt. Tiếp theo là thông báo về việc kiểm tra định kỳ hệ điều áp tách khí, giúp loại bỏ khí khỏi hệ thống, giúp điều áp nhanh chóng và ổn định áp suất theo áp suất thiết kế, từ đó tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu suất hoạt động của hệ thống chiller, cooling và hệ thống boiler heating. Nói tới hệ điều áp tách khí, người ta sẽ nghĩ ngay tới Flamco, nhà sản xuất khổng lồ về các giải pháp điều áp tách khí và các giải pháp điều khiển thủy lực khác cho HVAC, có trụ sở tại Hà Lan, đất nước với nền công nghiệp tiên tiến phát triển hàng đầu thế giới. Cuối cùng, để lựa chọn được giải pháp điều áp tách khí phù hợp với hệ thống của quý vị và các bạn, thì xin vui lòng liên hệ với PGTech. Quý vị và các bạn vui lòng truy cập website www.pgtech.com.vn hoặc gửi thông tin qua địa chỉ email sales@pgtech.com.vn, hoặc quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dây nóng 0962 875 986 để tư vấn cụ thể về giải pháp cũng như nhận ưu đãi tốt nhất dành cho quý vị và các bạn. Nếu thấy video có ích, quý vị và các bạn đừng quên like, share video này, đăng ký kênh YouTube của PGTech Việt Nam, đăng ký những thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về các giải pháp kỹ thuật mà công ty PGTech đang tư vấn và cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.